chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với các video của điện máy Cường Linh cũng như là cơ khí Thần Thành. Thì trước mắt bà con đấy, cái dòng máy ép cắm viên mới nhất do điện máy Cường Linh cũng như là cơ khí Thần Thành phát triển. Thì đây cái dòng máng má hiệu là CLS186. Thì là đối với dòng S186 này thì nó sẽ có đặc điểm là chạy dưới cu loa, cũng như là nó sẽ sử dụng cơ cấu bao quả lô. Và cái điểm đặc biệt quan trọng cuối cùng của cái dòng máy S186 này thì nó sẽ sử dụng cái cầu so của ô tô luôn, và trực tiếp bế qua và gắn lên con máy ép cán như thế này đây. Thì đối với cái dòng cầu ô tô, cầu so của ô tô thì nó sẽ có cái đặc điểm quan trọng là nó sẽ có cái tuổi thọ cũng như là cái mức độ hoạt động, cái chịu tải của nó tốt hơn đối với những cái dòng máy sử dụng bánh răng bình thường. Đấy thì cái dòng là cái dòng cầu ô tô đây. Thì sau đây điện máy Cường Linh cũng như cơ khí Thần Thành xin thông báo qua cái phần giá luôn cho bà con. Thì hôm nay là tháng 4 năm 2023. Thì cái dòng máy ép cắm viên CLS186 này đang có giá là 8.700.000. Đấy thì giá trên đã có hỗ trợ cho bà con vận chuyển về tận nơi cũng như là hỗ trợ cho bà con thử máy ngay tại nhà rồi. Là cái dòng S186 chạy điện 220V. Còn nếu như bà con nào có nhu cầu mà nâng lên cái dòng điện 3 pha 4 ký thì có thể liên hệ bên điện máy Cường Linh thì nó sẽ chân nhau 1 triệu. Thì cái dòng 3 pha 4 ký thì nó sẽ có giá là 9.700.000 đối với bà con nào ở xa, và có thể hỗ trợ và mang về tận nơi cho bà con được là cái dòng S186 này. Thì sau đây điện máy Cường Linh cũng như cơ khí Thần Thành xin giới thiệu đến cho bà con cái cấu tạo của máy luôn, để bà con có thể nắm bắt được cái cấu tạo của cái dòng S186 này và cái chức năng hoạt động của máy. Thì trước mắt bà con là cái dòng S186 thì trước tiên nó sẽ là cái phần phếu của máy thì sẽ có đường kính khoảng tầm 30 phân. Đấy, 30 phân thì lồng trên là 30 phân và cái lồng dưới của nó là 15 phân. Thì đối với một cái phếu như thế này thì bà con có thể đổ đầy tầm nguyên liệu từ 3 đến 4 kg lên đây, và bà con có thể sử dụng cho trực tiếp cắm ra mà không cần phải đảo những cái dòng S160 đời cũ. Đấy, cái dòng S186 này thì phần phếu thì vẫn có thể rút ra cho bà con để cất gọn trong quá trình không sử dụng được. Thì cái phần phếu này đã được làm được sơn chống rỉ như thế này đây, cực kỳ chắc chắn. Thì bà con bỏ ra bên ngoài thì có thể thấy được cái cấu tạo của máy sử dụng 3 quả lô. Và cơ cấu hoạt động của nó là khi mà quả lô quay, cái mặt sàng quay thì quả lô nó sẽ quay theo. Thì với cái hoạt động quan trọng như thế thì nó sẽ có 3 con ốc như thế này đây. Nó có chức năng là bà con ép cái phần quả lô xuống mặt sàng. Đấy, thì bà con chú ý khi mà sử dụng con máy S186 này, mình ép cái quả lô sao cho nó vừa phải thôi. Đấy, thì đi theo máy sẽ được tặng kèm thêm một cái cờ lê như thế này đây. Thì cờ lê này sẽ có 2 đầu, một đầu 17, một đầu 14. Thì đối với con ốc mà màu đen để điều chỉnh cái phần quả lô nó như thế này thì bà con sử dụng con ốc 17 nhé. Đấy thì mình sẽ vặn, đấy vặn siết vào cho nó vừa phải thôi, quả lô nó vừa chạm cái mặt sàng. Thì bà con sẽ khóa cái phần ốc trắng này lại đây. Còn trong quá trình sử dụng, nếu như mà cảm giác viết cám nó chưa được đặt, hoặc là cái tốc độ cám nó không được đúng như video, hoặc là nó không được như ý bà con mong muốn, mà trong khi nguyên liệu bà con đã pha trộn khá là chuẩn rồi, thì bà con vẫn có thể siết cái phần ốc đen này xuống để cho nó ép xuống nữa, để cho quả viên cám nó đặt và cũng như là nó ra được cái năng suất nó hiệu quả. Đấy thì có một số bà con này siết nó chưa được đặt lắm thì nó sẽ có những cái phần quả lô nó tiếp xúc được. Đấy, có 1 hoặc 2 quả lô nó tiếp xúc được mà không phải là 3 cái, nên tốc độ nó ra nó vẫn chưa được đạt. Thì bà con chú ý là mình sẽ siết đều làm sao cho được 3 quả lô nó vừa đều thì nó sẽ mới ra đạt cho bà con về tốc độ ra cán. Thì đối với cái dòng S186 này nó sẽ có năng suất là 150 kg hoặc là hơn cho bà con, nếu như bà con phát trộn tỷ lệ cán nó phù hợp. Tỷ lệ phát trộn cám thì cũng đã có bà con một quyển sách hướng dẫn sử dụng rồi, hoặc là giới thiệu qua cho bà con là phát trộn tỷ lệ cám từ 5 đến 15% độ ẩm. Đấy, và bà con chú ý là mình sẽ có cám bột. Đấy, chủ yếu là vẫn có và cám bột để nó tạo ra cái độ kết dính cho bà con. Đấy là đối với cái chức năng pha cám cũng như là giới thiệu qua cho bà con luôn, để bà con nào về sử dụng thì mình không gặp cái vấn đề gì khó khăn. Đấy thì ngay bên dưới cái phần ốc điều chỉnh cám này đây thì là có 2 con ốc. Đấy thì tổng cả có 6 con. Thì 6 con ốc này sẽ có tác dụng cho bà con này là tháo cái phần bầu trên của máy ra. Tháo cái phần bầu trên ra thì bà con có thể đưa quả lô ra và trực tiếp thay được cái mặt sàng ở phía trong. Thì hiện tại đi theo máy là đang làm cái mặt sàng 4 ly để bà con có thể cho gà lớn ăn, hoặc là cho lợn ăn, heo ăn. Còn nếu như bà con nào có nhu cầu mà có thể nuôi gà con, hoặc là nuôi những cái dòng vật nuôi nó lớn hơn, thì có thể tham khảo qua những cái dòng sàng như là sàng 2 ly rưỡi, sàng 3 ly, sàng 4 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly, 8 ly. Đấy, tùy theo mức độ sử dụng của bà con để bà con có thể sắm cho bà con một cái sàng. Đấy, thì trước mắt thì bà con cái giá mà 8.700.000 thì nó sẽ bao gồm một sàng đi theo máy thôi. Còn nếu như bà con nào mua thêm sàng thì đang có giá là 400.000 một cái. Đấy, còn ngay bên dưới này là cái phần để bà con ra cám này. Cái phần ra cám này sẽ có một cái phần máng ra là dài khoảng độ tầm 20 phân. Đấy, 20 phân một găng tay. Và cái bề rộng của nó là 10 phân. Đấy, và về trước máy nó sẽ có một phần dao cắt cho bà con như thế này đây. Phần dao cắt này có thể nâng hạ được tùy theo mức độ sử dụng của bà con, thì cho viên cám ngắn, cho viên cám dài để phù hợp cái vật nuôi của mình. Nếu như bà con nào cần viên cám ngắn thì mình có thể nâng cái dao lên, còn nếu như mà cần viên cám dài mình sẽ hạ xuống. Đấy, tùy theo mức độ sử dụng bà con mà bà con điều chỉnh cái phần dao cắt này nó sao cho nó phù hợp.
đấy là cái dòng M86. Còn tiếp đến là cái phần bầu hộp số của máy, là cái phần này khá là quan trọng đây, thì giới thiệu qua cho bà con luôn. Thì bên trước máy nó sẽ được in cái chữ CL M86 màu trắng như thế này đây. Máy thì toàn bộ được sơn màu xanh lá cây khá là bắt mắt, cũng như là được cái nước sơn khá là mịn, và bà con sử dụng thì nó sẽ chống ăn mòn, chống chống rỉ khá là tốt. Đấy, và ngay bên dưới chữ S186 này thì nó sẽ có một cái ốc để bà con xả nhớt, là con ốc 17 đây. Thì bà con vẫn sử dụng cái cờ lê đã được tặng kèm theo máy và trực tiếp mở ra. Đấy thì sẽ là thay, bà con chú ý thay nhớt định kỳ nhá. Một cái bầu nhớt của nó như thế này sẽ là 4 lít. Đấy thì bà con chú ý chăm đủ nhớt để khi sử dụng nó trơn tru. Khi máy chuyển về cho bà con thì trong này vẫn chưa có nhớt đâu, tại vì là khi vận chuyển đi thì nó sẽ đổ ra ngoài khá là bẩn, nên là bà con chú ý về mình sẽ đổ nhớt vào đây để sử dụng. Đấy là cái ốc xả nhớt cho bà con. Còn ở ngay bên phía hông của cái phần bầu hộp số này thì nó là một con ốc, một cái mắt, người ta gọi là một cái mắt để đo nhớt. Đây, bố trí cho bà con một cái mắt đo nhớt đây rồi. Đấy thì bà con chú ý khi mà nhớt nó bị hao hụt, hoặc là bà con thấy nhớt nó đặc quá rồi thì mình có thể thay được. Còn ngay trên này là cái phần để bà con đổ nhớt này. Đây, bà con đổ nhớt ở đây. Đấy là cái phần bầu hộp số của máy. Còn cái phần đặc biệt thì bà con có thể nhìn bên này đây, bên sau của phần hộp số đây. Đấy, thì là nó một cái cầu sau của ô tô luôn. Đây, và có cái phần in chìm của cái phần thông số của ô tô này, LA này, 10408 này. Đây thì được in nổi như thế này. Đây là cái phần cầu sau của ô tô tải đã được cho vào đây luôn, và làm một cái phần hộp số của cái phần máy ép cám. Thì nó sẽ được, thứ nhất là nó chịu được cái tải trọng lớn, và bà con sử dụng vô cùng yên tâm về chất lượng về sản phẩm này, thì nó sẽ có cái độ bền bỉ cao hơn. Đây, còn máy sẽ được từ cái phần cầu sau ô tô sẽ được lai qua cái phần bu li như thế này. Đây, bu li sẽ có hai dây cu loa dẫn động cho bà con, và có một cái phần ốp bảo vệ như thế này, cực kỳ chắc chắn. Và máy sẽ được đặt thêm một cái phần bánh xe di chuyển, cũng như một cái phần đế được thiết kế từ một tấm thép lớn như thế này luôn, liền khối. Nó không phải là những cái phần thép V4 hàn lại như cũ, mà nó là một tấm thép lớn luôn, thì bà con sẽ có cái độ êm ái hơn và sử dụng nó yên tâm hơn. Là một cái phần thép, tấm thép lớn như thế này đây, thì sẽ được gấp mép và cắt CNC những cái phần lỗ như thế này đây, cực kỳ đẹp. Đấy, và máy thì được bố trí cho bà con là automatic đầy đủ rồi. Đấy, và motor đây, giới thiệu qua cho bà con phần motor luôn, khá là quan trọng đây. Motor dây đồng, công suất là 3.5 kW và 4 HP, 4.67 HP, tốc độ vòng tua 1400 vòng 1 phút, điện là điện 220V. Đấy, còn nếu như bà con nào có nhu cầu nâng lên cái dòng điện 3 pha thì có thể liên hệ bên điện Bái Cường lên để nâng lên cái dòng điện 3 pha, là sử dụng cái motor 4kg 3 pha. Đấy, thì ngay trên cái phần ốp này có chú thích cho bà con cái phần chiều quay này. Thì bà con nào nếu như mà có motor rồi, mình có thể mua khung không về. Và chú ý là có cái chiều quay như thế này đấy, thì bà con đấu motor sao cho đúng cái chiều quay để cho nó ra cám. Còn nếu như quay ngược thì nó sẽ không ra đâu, thì bà con chú ý. Thì sau đây tôi xin bật điện thử cho bà con xem cái cơ chế hoạt động của máy luôn. Máy quay rất êm. Thì máy có tổng trọng lượng khoảng tầm 80 cân, thì có bánh xe di chuyển, và bà con cũng khá là yên tâm về vấn đề mà bà con đưa lại bảo quản, hoặc là cho ra cái phần bà con sử dụng để ép viên, nó cũng khá là dễ dàng. Đấy, còn lại thì kích thước tổng thể của máy thì nó sẽ có chiều dài khoảng tầm 80 phân, cao khoảng 80, và có bề rộng là tầm 50 phân, thì cũng khá là gọn gàng thôi, bà con sử dụng vô cùng yên tâm. Đấy, cái là dòng máy ép cám. Thì bà con nào có nhu cầu mua máy ép cám viên dòng S186 đời mới, hoặc là đối với những cái dòng máy S186 Plus dòng trục cắc đăng, thì có thể vào kênh video của Điện Máy Cường Linh để xem thông tin chi tiết, hoặc qua website thiệnthần.com.vn. Đấy, thì bà con có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại ở dưới góc màn hình đây, 0962133858, hoặc liên hệ qua địa chỉ 36 Cổ Điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội để được tham khảo cũng như là thử máy. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video chúng tôi. Nhấn nút đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại. Chân thành cảm ơn. CLM 86.